Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá trưa ngày hôm nay, 17 tháng 1. Kia Thiên Sắc chốt binh hùng thương mạnh cho Hoàng Anh Gia Lai đấu Sài Gòn FC. Danh sách cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2021, huấn luyện viên Kia Thiên Sắc đã cùng 27 cầu thủ đặt quyết tâm rất lớn trong việc hoàn thành mục tiêu ở mùa giải này. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều mùa giải đã cho vui, Bầu Đức đã quyết định đầu tư mạnh mẽ cho câu lạc bộ Phố Núi ở mùa bóng V-League 2021. Đội bóng Phố Núi đã lấy lại ngôi sao số 1 Nguyễn Công Phượng từ thành phố Hồ Chí Minh và chiêu mộ thành công huấn luyện viên người Thái Lan Kia Thiên Sắc. Mới đây, huấn luyện viên người Thái Lan đã công bố danh sách 27 cầu thủ Hoàng Gia Lai được đăng ký thi đấu tại lượt đi V-League 2021. Danh sách này xuất hiện nhiều gương mặt đã quen thuộc với người hâm mộ Phố Núi như Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng. Ba ngoại binh được đăng ký bao gồm Kim Đông Su, Mimovic và tiền đạo Washington Brandao cùng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Một số cầu thủ trẻ cũng được huấn luyện viên Kia Thiên Sắc tin dùng là Tiêu Ích San, Dụng Quang Nho và Trần Bảo Toàn. Có thể nói rằng trận đấu mở màn gặp Sài Gòn FC là trận đấu cực kỳ quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cuộc chạm trán giữa Hoàng Anh Gia Lai và đội chủ nhà Sài Gòn FC sẽ khép lại vòng 1 V-League 2021. Chuyến đi được dự báo mang thử thách rất lớn với thầy trò huấn luyện viên Kia Thiên Sắc khi đối thủ của họ từng là một chú ngựa ô dưới bàn tay nhà cầm quân Vũ Tiến Thành ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên thì sau 2 tuần trực tiếp chỉ đạo đội bóng, Zico Thái hiểu là ông cần phải bài binh bố trận như thế nào. Trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi Kia Thiên Sắc lần đầu tiên sau 10 năm quay trở lại, tái xuất tại giải đấu cao nhất của Việt Nam. Nhà cầm quân người Thái với sứ mệnh là trục vớt thế hệ nhỡ nhàng ở sân Pleiku, thực hiện hóa ước nguyện bấy lâu nay của các cầu thủ là có được một danh hiệu trong thời gian còn chơi bóng cùng nhau. Vậy nên Kia Thiên Sắc muốn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho câu lạc bộ mà anh từng thi đấu với lối chơi theo phong cách là Zico Style. Thực tế thì đại diện thuộc phía Nam đang có tình hình ổn định kể từ sau thời điểm thay máu lực lượng. Không dễ để đoàn quân đến từ Phố Núi có thể triển khai mạch lạc thế trận. Thành tích đối đầu của cả hai đội trong 4 trận gần nhất tính từ mùa giải 2019 thì Sài Gòn FC đang nhỉnh hơn, cụ thể là với 3 chiến thắng, 1 trận hòa trước Hoàng Anh Gia Lai. Cùng với đó là phong độ ổn định tại giải đấu mà mới đây nhất họ tham gia, đó là Cúp Thiên Long. Hiểu đối thủ là cực kỳ khó lường, nhưng Zico Thái vẫn thể hiện sự quyết tâm và ông đã có những tuyên bố rằng câu lạc bộ của mình dẫn dắt muốn có chuyến hành quân đến sân Thống Nhất thuận lợi, mặc cho trận đấu đầu tiên sẽ là vô cùng khó khăn. Sự khởi đầu trận đấu mang bước ngoặt sau khi Hoàng Anh Gia Lai không có được thành tích tốt ở mùa giải năm ngoái. Giải quyết vấn đề nội binh gánh ngoại. Trận đấu với Sài Gòn FC có lý do để rất nhiều các cổ động viên Phố Núi đặt kỳ vọng. Họ rất muốn chứng kiến xem là huấn luyện viên người Thái Lan của họ giải quyết bài toán nội gánh ngoại như thế nào, khi câu trả lời luôn là từ khóa được tìm kiếm trong suốt những năm qua. Vậy nên thì khâu tuyển chọn cầu thủ Tây của Hoàng Gia Lai năm nay đều do chính Kia Thiên Sắc cùng các cộng sự quyết định dựa trên băng hình hoặc nhà môi giới gửi tài liệu đến. Có một câu nói của ngoại binh V-League mà bất cứ ai cũng phải để tâm. Các tuyển thủ như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường đều là những cái tên có kỹ thuật cá nhân rất cao, tư duy chiến thuật sắc sảo nên các ngoại binh khi gia nhập cần có trình độ tương tự. Rất nhiều người đến đây đều nhận thất bại, điển hình như Romario và gần nhất là ví dụ của Damir Mimovic. Câu lạc bộ của Bầu Đức chọn Kim Đông Su, người chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự, nơi mà đội bóng Phố Núi rất gần. Hoàng Anh Gia Lai hiện không có tiền đạo cắm đúng nghĩa và mọi niềm hy vọng được đặt lên vai Washington Brandao. Nhưng nếu nghiên cứu về cầu thủ này thì nhiều người phải cảm thấy hoài nghi khi anh không có thành tích ghi bàn tốt nhất tại những nơi mà mình đặt dấu giày. Kể từ khi khóa 1 Hoàng Anh Gia Lai lên chơi V-League, đội chủ sân Pleiku luôn rơi vào tình trạng nội binh phải gánh ngoại binh và sau 6 mùa, lứa cầu thủ ấy vẫn phải chật vật để trụ hạng. Tuy nhiên ở mùa giải 2021, đặc biệt bởi có sự góp mặt của nhiều cầu thủ từng là trụ cột của các câu lạc bộ cùng giáo án đầy kỹ chiến thuật mà Kia Thiên Sắc đưa ra. Trận mở màn V-League sẽ là câu trả lời của Zico Thái cho những nghi ngờ về ngoại binh mà Hoàng Gia Lai đưa về. Một kết quả thuận lợi cùng thế trận đúng như kỳ vọng sẽ khiến cho người hâm mộ Phố Núi cảm thấy mừng hơn bao giờ hết. Thực hư việc tuyển Việt Nam đứng trước lợi thế lớn rộng cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup. Lãnh đạo VFF đã lên tiếng về kịch bản tuyển Việt Nam có thể tổ chức tất cả các trận còn lại thuộc bảng G tại vòng loại World Cup 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 1, hãng truyền thông CNN của Indonesia đã cho đăng tải thông tin rất quan trọng. Đó là Việt Nam đang đứng trước cơ hội tổ chức tất cả các trận đấu còn lại của vòng loại bảng G World Cup 2022. Lý do là bởi trong số các quốc gia
có đội tuyển thi đấu ở bảng G bao gồm Việt Nam, Thái Lan, UAE, Malaysia và Indonesia thì chỉ có Việt Nam của chúng ta là an toàn nhất trước những tác động của dịch Covid-19, trong khi tình hình ở các quốc gia còn lại vẫn đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Do vậy, AFC đã có thể chỉ định Việt Nam là quốc gia đăng cai tất cả các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022. Và đây là phương án mà chính chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia là ông Datuk Hamidin đã đề cập đến khi trao đổi với truyền thông. Trong trường hợp phương án này được thông qua, tuyển Việt Nam chắc chắn có lợi thế không nhỏ khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được thi đấu cả 3 trận còn lại trên sân nhà, bao gồm gặp Malaysia, Indonesia và UAE, dự kiến diễn ra trong tháng 3 và tháng 6 năm 2021. Ngược lại thì các đội tuyển khác ở bảng G sẽ chịu thiệt thòi khi không được đá trận nào trên sân nhà của họ. Đáng chú ý là đại diện của VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã lên tiếng về kịch bản nói trên. Trả lời truyền thông, ông Lê Hoài Anh xác nhận rằng thông tin trên là có thật, tuy nhiên thì AFC sẽ chỉ triển khai phương án này trong tình thế bắt buộc. Ông Lê Hoài Anh cho rằng ở thời điểm này, các liên đoàn và đội tuyển quốc gia vẫn đang triển khai theo phương án cũ, đó là tổ chức vào tháng 3 và tháng 6. Đồng thời, phương án tổ chức tất cả các trận đấu ở một quốc gia duy nhất sẽ cần nhiều sự nhất trí nữa mới có thể chính thức thông qua, và đây là kịch bản phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Theo vị tổng thư ký của VFF thì AFC sẽ phải nghiên cứu rất kỹ mới có thể chọn ra quốc gia phù hợp. Hiện tại VFF vẫn triển khai theo phương án cũ nhưng liên đoàn sẽ có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phương án. Theo lịch của AFC thì tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ gặp Malaysia trên sân khách vào ngày 30 tháng 3, tiếp Indonesia ở sân nhà ngày 7 tháng 6 và làm khách trước UAE ngày 15 tháng 6. Hiện tại, như tất cả đã biết, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với thành tích bất bại sau 5 trận, hiện có 11 điểm. Xếp tiếp theo lần lượt là đội tuyển Malaysia có 9 điểm, đội tuyển Thái Lan 8 điểm và UAE 6 điểm. Cuối cùng là Indonesia chưa có điểm nào. Kế hoạch dự giải châu Á của Việt Nam chính thức bị phá sản. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuose sẽ không thể dự vòng chung kết U19 châu Á 2021 vì lý do bất khả kháng. Quý vị và các bạn thân mến, theo thông tin được đăng tải trên hãng truyền thông CNN Indonesia thì vào ngày 15 tháng 1, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chính thức thông báo là hủy bỏ hai sự kiện bóng đá là vòng chung kết U19 châu Á và vòng chung kết U16 châu Á 2020. Ủy ban AFC đã chính thức hủy bỏ giải U19 châu Á tại Uzbekistan do tác động của dịch Covid-19. AFC cũng hủy các giải đấu bao gồm bóng đá nữ, futsal và bóng đá bãi biển. Thông báo của AFC được gửi đến các liên đoàn thành viên, trong đó có Liên đoàn bóng đá Indonesia. Giống như sự kiện vòng chung kết U20 World Cup thì giải U19 châu Á 2021 bị dời đến năm 2023. Giải đấu này cũng có thể được đổi tên thành Cúp U20 châu Á 2023. Quyền đăng cai giải đấu vào năm 2023 được AFC trao cho hai quốc gia bao gồm Uzbekistan và Bahrain. Trong khi đó thì vòng loại Asian Cup 2022 và U17 châu Á bị hoãn từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 3 năm 2021 và mùng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 sang ngày 14 đến ngày 22 tháng 8 năm 2021 và 16 đến 26 tháng 9 năm 2021. Như vậy là việc hủy bỏ giải U19 châu Á năm nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới kế hoạch chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuose. Trước đó thì U19 Việt Nam từng được đầu tư trọng điểm để góp mặt ở giải U19 châu Á năm nay và đây cũng là vòng loại của U20 World Cup 2021. Tuy nhiên, với việc cả hai giải đấu này đều chính thức bị hủy thì nhiều kế hoạch của U19 Việt Nam cũng chính thức bị phá sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.